Sir Alex Ferguson đã trải qua kỷ nguyên đại thành công của Manchester United. Nhưng xung quanh con người vĩ đại này vẫn còn những câu chuyện mà chắc hẳn không phải ai cũng biết đến. Hôm nay hãy cùng Cảm Bóng Đá đến với top 10 bí mật thú vị về ngài máy xẻ tóc. Vị trí số 10, từng ném vỡ chiếc điện thoại của cậu học trò. Sẽ không có nhiều người nhớ đến câu chuyện này vì nó ít được chia sẻ rộng rãi ở báo chí. Chuyện là có một lần, vợ của Steve Brooks phải phẫu thuật lưng và Brooks đã lén để điện thoại trong phòng thay đồ trong thời gian diễn ra trận đấu để nhờ có tin nhắn gì của vợ thì anh sẽ còn biết. Nhưng không may cho anh, sau giờ nghỉ giữa hiệp, Mon Yulatak chơi cực tệ và khi trở lại phòng thay đồ, các đồng đội của ông đang nghe Sir Alex chỉ đạo trong giờ nghỉ thì bất ngờ có chuông điện thoại reo. Tất cả im lặng và Steve Brooks thừa nhận đó là điện thoại của mình. Sir Alex nổi cơn tam bành, cầm điện thoại ném thẳng vào tường, vỡ tan thành từng mảnh. Đó thật sự là một câu chuyện cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn của Sir Alex, vì số huấn luyện viên dám làm chuyện đó thật sự chỉ có ngài máy xẻ tóc. Vị trí số 9, chửi thẳng mặt đồng đội ngay trong cả một trận đấu từ thiện. Những câu chuyện về những ngày đầu cầm quân của Sir Alex rất hiếm khi được nhắc đến, chứ chưa nói gì đến sự nghiệp thi đấu khi còn là một cầu thủ. Nhưng có một câu chuyện được tờ báo Paisley Daily Express công bố, đó là sau khi nhậm chức tại St Mirren, Alex Ferguson phát hiện ra rằng đội trưởng Ian Rush đứng phía sau đã giơ hai ngón tay lên hình tai thỏ trên đầu ông. Ferguson gọi Rush vào văn phòng của mình. Khi tôi cần một đội trưởng, tôi cần một gã đã trưởng thành, Ferguson gằn giọng. Cái trò đó thật là trẻ con, cậu bị sa thải. Mọi người ở Manchester United đều khiếp sợ cơn giận dữ của Fergie, nhưng nó chưa là gì. Hồi còn là cầu thủ, ông từng chửi trung vệ đối phương, chửi trọng tài và chửi cả đồng đội. Ông từng chạy suốt dọc sân để chửi tận mặt đồng đội vì đã chuyền một quả bóng tệ hại cho mình. Và nó chẳng là gì cho đến khi bạn biết đó là một trong những trận đấu từ thiện. Vị trí số 8, biệt danh Fergie Time. Khi trên băng ghế huấn luyện của đội chủ sân Old Trafford vẫn còn đỏ Sir Alex, Manchester United luôn là đội bóng phải khiến cho những đối thủ của họ lo sợ trong giai đoạn về cuối trận đấu. Trên sân, các cầu thủ United của Sir Alex luôn biết cách gây áp lực để khiến đối thủ phải mắc sai lầm. Còn ở ngoài sân, Sir Alex luôn biết cách làm thế nào để đội bóng của mình có được chút lợi thế dù là ít ỏi để có thể tìm được bàn thắng mang về những điểm số cần thiết. Báo chí sau đó đã lấy chính cái tên của Sir Alex để đặt cho một thuật ngữ về những chiến thắng trong những phút bù giờ, đó là Fergie Time. Vị trí số 7, được phong tước hiệp sĩ sau cú ăn ba thần thánh. Khi nhắc về Alex Ferguson sẽ là một thiếu sót lớn nếu không kể đến cú ăn ba nổi tiếng trong mùa giải 98-99. Trong vòng 27 năm gắn bó với Man United, Sir Alex đã giúp câu lạc bộ này trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử nước Anh với 20 lần vô địch giải quốc nội. Nhưng trước đó vào ngày 12 tháng 6 năm 99, Ferguson đã được nữ hoàng Anh phong tặng tước hiệp sĩ cho những cống hiến của mình với nền thể thao Anh quốc. Chính cú ăn ba đã đưa tên tuổi Ferguson vào hàng ngũ những vị huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử nước Anh và kể từ đó, các bài viết, thông tin hay nói về ông phải được ghi đầy đủ Sir Alex Ferguson. Đáng chú ý, trận đấu cuối cùng của Man United trong mùa 98-99 diễn ra vào đúng kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Sir Matt Busby, bậc tiền bối vĩ đại của Sir Alex Ferguson. Vị trí số 6, trận đấu cứu vãn cả một tượng đài lịch sử. Tiếp quản một Man United rệu rã, trận đấu đầu tiên của Fergie là thất bại 0-2 trước đội bóng dưới cờ Oxford. Với một đội bóng từng bá chủ châu Âu vào thập niên 60 thì vị trí áp chót bảng xếp hạng quả thực là không thể chấp nhận. Song, Ferguson đã chỉnh đốn các học trò để vực dậy đội bóng và kết thúc mùa giải với vị trí chấp nhận được là thứ 11. Tuy vậy, suýt chút nữa Ferguson đã bị sa thải nếu ban lãnh đạo Manchester United không kiên nhẫn sau 3 mùa giải liền trắng tay trên mọi mặt trận. Sau này, các fan của Man United thường nhắc tới chiến thắng trước Crystal Palace trong trận chung kết FA Cup năm 90 như một dấu mốc lịch sử quan trọng của đội bóng. Bởi nếu như thất bại, rất có thể Fergie đã phải khăn gói ra đi và người hâm mộ sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến sự vĩ đại của ông thầy người Scotland. Vị trí số 5, thành công không nhờ bất kỳ trường phái bóng đá nào. Trong thời gian dẫn dắt Man United, cái tên Ferguson và Man United không hề gắn liền như một trường phái bóng đá nào. Như Helenio Herrera với Catenaccio, phòng ngự phản công nổi tiếng, Lubanovsky với lối chơi tổng lực, hay Barcelona, Tây Ban Nha với phong cách Tiki Taka. Alex Ferguson nổi tiếng bởi sự linh hoạt, biết thay đổi lối chơi, đội hình sau mọi thất bại để hướng tới những đỉnh cao mới. Ở Man United khi đó, chúng ta đều nhận thấy cứ sau mỗi mùa giải trắng tay, United lại đứng dậy mạnh mẽ hơn và tất cả đều nhờ vào công của Sir Alex. Bí quyết giúp ông thành công là nhờ Ferguson hoàn toàn được quyền quản lý câu lạc bộ từ chiến thuật cho tới chuyển nhượng, chứ không hề bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Với Fergie, không có ngôi sao nào được phép lớn hơn câu lạc bộ, và ngay cả những cái tên lớn như Ruben Storoy, Roy Keane vân vân cũng phải khăn gói rồi Mon Yulatak nếu như có xích mích với đồng đội hay chính huấn luyện viên. Tại Old Trafford, Alex Ferguson là ngôi sao lớn nhất. Chính cậu học trò Eric Cantona cũng từng nói rằng sẽ có những Cantona, Rangnick, Bosco hay Ronaldo mới, xong sẽ chẳng bao giờ có thêm một Sir Alex Ferguson mới. Vị trí số 4, biệt danh máy sấy tóc. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, những cầu thủ Mon Yulatak thường kể lại rằng trong cơn tức giận, Sir Alex luôn quát lớn và cường độ gia tăng liên tục, trông nó giống như một chiếc máy sấy tóc. Cựu danh thủ Man United Lee Sharp được coi là người đã phát minh ra thuật ngữ này. Nói về Sir Alex, David Beckham từng thổ lộ: nỗi sợ hãi khi máy sấy tóc hoạt động luôn trở thành động lực cho chúng tôi thi đấu tốt. Suy cho cùng, ông ấy chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Vị trí số 3, không phải là huấn luyện viên trị vì lâu nhất. Với gần 27 năm cùng Manchester United, ông là huấn luyện viên gắn bó lâu nhất trong lịch sử câu lạc bộ sau khi vượt qua kỷ lục của Sir Matt Busby ngày 19 tháng 12 năm 2010. Dù vậy, Fergie không phải là người trị vì lâu nhất. Vượt ông khá xa là hai người tiền nhiệm, Gary Robs, người đã dẫn dắt Oxford trong 44 năm liên tiếp từ năm 61 đến 2005, và Miley, vị huấn luyện viên huyền thoại từng dẫn dắt Celtic trong 43 năm, từ năm 1897 đến 1940. Nhưng trái ngược với Gary Robs và Miley, trong cả thời gian dẫn dắt Man United, Sir Alex đã giành được rất nhiều giải thưởng và nắm giữ rất nhiều kỷ lục, bao gồm cả việc giành danh hiệu huấn luyện viên của năm nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Vị trí số 2, từng nguy kịch vì xuất huyết não. Giữa năm 2018, Sir Alex Ferguson được cấp cứu tại bệnh viện Macclesfield và được chẩn đoán xuất huyết màng não, nhưng sau đó đã được chuyển tới bệnh viện Hoàng gia Southampton dưới sự hộ tống của cảnh sát để tiến hành phẫu thuật. Tin tức của chiến lược gia người Scotland phải nhập viện khẩn cấp đã tạo nên làn sóng quan tâm, chia sẻ trong thế giới bóng đá. Sir Alex khiến nhiều người phải lo lắng. Các fan bóng đá trên toàn thế giới cảm thấy vẫn còn nợ ông món nợ mà họ có lẽ không bao giờ trả được vì những gì ông đã làm được sau những cuộc chinh phục của Man United. Và sau cùng, ca phẫu thuật đã thành công, nhưng việc hồi phục thì còn mất khá nhiều thời gian. Nhưng có lẽ các cổ động viên yêu mến ông đã có thể vui vẻ trở lại vì họ đã được thấy ông xuất hiện trên các khán đài trong các trận đấu của đội bóng mà ông yêu thương nhất, Man United. Vị trí số 1, Man United nợ Sir Alex một món quà. Dù đã ngừng huấn luyện nhưng ông vẫn để lại ảnh hưởng của mình trong bóng đá về mọi mặt. Ông vẫn là thước đo tài năng người ta thường dùng để so sánh với mọi nhà cầm quân khác, và như là tất yếu, họ đều không so sánh được với ông. Ông vĩ đại không chỉ vì những danh hiệu đã giành được với Man United, mà còn vì cách ông đã xây dựng nên một đội Man United hiện đại, trở thành một thương hiệu toàn cầu. Ông là người được lấy làm chuẩn mực cho mọi thứ. Lịch sử bóng đá từ xưa đến nay đã cho thấy sẽ không có một ai như thế, chứ đừng nói là hơn được ông. Sir Alex Ferguson đã giành được tổng cộng 13 danh hiệu Premier League và 2 chức vô địch Champions League với Man United trong tổng cộng 27 năm, từ năm 1986 đến 2013. Sir Alex Ferguson, huyền thoại bất tử, đã đưa Manchester United lên một tầm cao mới từ câu lạc bộ bậc trung, và đối với các cổ động viên quỷ đỏ thì ông mãi mãi tại vị tại nhà hát của những giấc mơ. Nhiều vị huấn luyện viên đã tìm cách ngồi vào chiếc ghế khổng lồ mà Sir Alex để lại, và họ đều bị che mờ bởi cái bóng quá lớn của ông. David Moyes, Louis Van Gaal và cả một huấn luyện viên danh tiếng xuất sắc như Jose Mourinho cũng phải khăn gói rời nhà hát của những giấc mơ. Rõ ràng, không chỉ với riêng Cảm Bóng Đá, đa phần trong số chúng ta đều có tình cảm và yêu mến Man United chính vì Sir Alex Ferguson. Nếu bạn cũng yêu mến người đàn ông này, đừng quên để lại comment bên dưới video. Và thật hạnh phúc nếu có fan của Cảm Bóng Đá nào cũng đã từng được theo dõi những trận đấu của ông khi còn dẫn dắt quỷ đỏ giống như bọn mình. Còn bây giờ, đừng quên bấm subscribe, nút đăng ký màu đỏ bên dưới để theo dõi những video mới nhất của Cảm Bóng Đá.